Vâng, chào mừng các bác và chào mừng những ai mà đam mê cái bộ môn khủ khoản tốn xăng đây. Ngày hôm nay em lại mang về cho bác một mẫu xe rất là đẹp, to cao, hầm hố, hoành tráng, nhìn rất là phê, hai cầu, dàn lốp đẹp căng, nhìn rất là khủng bố luôn. Thế nhưng mà chiếc xe này thì em Vũ Duy Ô Tô đang bán cái giá nó chỉ có 205 triệu đồng, rẻ ngang bằng một chiếc Kia Morning cùng đời thôi. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe gầm cao, máy khỏe, 5 chỗ ngồi, thà dáng thể thao, có két chở tiền đằng sau và dàn lốp của xe thì đúng là đẳng cấp luôn, không chê được câu nào. Dàn lốp nhìn rất là hầm hố to cao, bậc bậc đuốc để chân, màn hình, camera đầy đủ và xe thì nội thất của xe vẫn còn sạch sẽ, điều hòa mát lạnh, tất cả các chức năng là bình thường. Đồng sơn bên ngoài đều đẹp sạch sẽ, bác về là chỉ có việc đi không phải làm gì. Và xe thì rất thể thao, có quả lốp treo đằng sau. 2010 nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản luôn. Và đây là một cái dòng xe gọi là bố của dân chơi, Mitsubishi Pajero. Và đây là một chiếc Pajero bản V93 đời cuối cho dòng bản V. 2010, chất xe cực đẹp, nhập Nhật 100%. Và xe thì còn ngon, cầu số ổn định, đăng kiểm còn dài, sơn si sạch sẽ, giấy tờ hồ sơ đầy đủ. Và chiếc xe này hiện thời điểm này mang tên biển Hà Nội, không có niên hạn, về là các bác yên tâm chỉ việc chạy thôi, các bác không phải làm gì. Đấy, kính điện 4 cánh lên hết rồi. Đấy, điều hòa mát lạnh và xe thì còn ngon, trần nỉ sạch sẽ, không có bọc trần thêm. Và đây nó cũng là một cái dòng xe vô cùng bền bỉ với động cơ máy V6 3.0, ăn xăng khoảng tầm 12 lít trên 100 cây. Vâng, đây là một mẫu xe khủng khoảng tốn xăng thì các bác phải thông cảm, nếu như các bác chấp nhận được mức 12 lít trên 100 cây, tính thị trường bây giờ là 23.000 đồng trên 1 lít thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 3.000 đồng trên 1 cây số khi các bác chạy đường. Vâng, 3.000 đồng 1 cây số các bác nhá. Nó chỉ rẻ ngang bằng cái thu phí đường bộ của đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng thôi. Và đây là một chiếc xe còn nguyên bản. Đấy, nguyên bản, không có gọi là đâm đụng, va chạm, tai nạn, ngập nước, không có thủy kích phạt nguội, không có ảnh hưởng gì cả. Về là các bác yên tâm chỉ việc đi. Đèn nguyên bản, không có độ chế, có thêm cái giá nóc và đuôi gió đằng sau, là cái đấy là chủ của người ta đã làm lên thôi. Và chất xe thì đây cũng là một chiếc xe rất là cứng, sơn si sạch sẽ, đồng đều, dàn gầm mẹ của xe là không có bị mối mọt, không han mọt, la răng lên pho rất là xịn sò. Và chiếc xe này thì thực ra với cái mức giá quá mềm luôn, chỉ có 205 triệu đồng, các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật, được nhập khẩu 100% từ Nhật. Vậy thì tội gì các bác không xem kỹ chiếc xe này để có thể là kiếm được một chiếc xe tuyệt vời. Vâng, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, cực kỳ bền lành, chắc chắn, khỏe khoắn, thể thao, hai cầu, cao 1m9, nhìn rất là phê và hầm hố to cao. Đấy, một mẫu xe quá tuyệt vời. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Duy Ô Tô đang bán giá rất là hợp lý, chỉ có 205 triệu đồng thôi. Nên là các bác nào mà cảm thấy yêu thì mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Một mẫu xe quá tuyệt vời đến từ thương hiệu của Pajero bản V93 full kịch. Đấy, xe thì còn đẹp led căng. Vâng, và đây là một chiếc xe hai cầu. Đấy, mặt ca lăng của xe thì còn led như thế này đây, logo mịn màng xịn sò như thế này đây. Và biển của chiếc xe là biển 30H57215, tên tư nhân nhá, không có niên hạn. Xe chắc chắn là tên tư nhân, không niên hạn luôn cho các bác. Đấy, mặt ca lăng đẹp căng này. Đấy, sơn si đồng đều sạch sẽ. Và trên này thì đèn của chiếc xe là vẫn còn trong. Đèn xe sử dụng đèn pha halogen zin nguyên bản, không có độ chế, nên là cái này đăng kiểm bình thường, không vấn đề gì. Đấy, toàn bộ đèn xe led căng luôn, hai bên đèn các bác nhìn này, hai bên đèn nó led lẹt như thế này cơ mà. Đấy, toàn bộ hai bên đèn nhá. Và cản trước của xe có cái chỗ này thì đang cần các bác về độ thêm một quả bi gầm nữa thì quá đẳng cấp luôn. Và phía trên tôn capo thì mỏng luôn. Em này thì được cái là nó là màu gốc của chiếc xe. Khi mà chiếc xe này được thanh lý ra thì chiếc xe này là mang màu bạc. Thế nhưng mà bác chủ có cái độ cá tính, bác cái sơn màu xanh. Và em khẳng định với các bác là cái màu xanh này là màu xanh độc nhất tại thị trường Việt Nam luôn. Vâng, một cái màu xanh rất rất là đẹp luôn nhá. Sơn si mộc mạc nhìn rất là mê. Màu xanh tím rất là đẹp luôn. Và xe thì được cái là kính zin toàn bộ, cam kết đảm bảo các bác là zin toàn bộ luôn. Đấy, nóc của xe này, đây em quay luôn nóc cho các bác xem này. Đấy, nóc xe đẹp căng luôn, không hề bị lỗi nhá. Sơn sườn tôn vỏ khỏi bàn. Đấy, toàn bộ sơn này. Và phần cua lốp của xe là không có bị mục mọt tí nào. Đấy, mục mọc này. Đấy, màu của xe, cái cua lốp này. Đấy, các bác nhìn cua lốp rất là đẹp luôn, không hề bị lỗi lầm nhá. Và em này thì có một cái dàn lốp 4 quả Maxxis ATMT, Maxxis Breeder. Đấy, và Maxxis 764 nhá. Thì cái dàn lốp này của nó là la răng 16, 245, 70, la răng 16.
Và các bác, dàn lốp này là dàn lốp của Ford Ranger nhưng không ảnh hưởng gì đến đăng kiểm, vẫn bình thường vì là đúng kích cỡ nhá, nên là các bác đi rất là ok. Chứ còn cái con này nguyên bản của nó là la răng sắt cơ, chứ không phải la răng đúc đẹp như thế này đâu. Đấy, bậc bước để chân của Innova. Đấy, rất là chắc, sờ rất là dày và có chống trơn trượt. Đấy, chống trơn trượt này bằng nhôm nhá. Đấy. Và sơn, toàn bộ sơn này. Đấy. Cái này là tôn nguyên bản luôn các bác ạ. Tay nắm cửa thì được sơn đen. Và cái gương chiếu hậu của cái dòng này thì nó lại vuông vắn, chứ nó không hề ngang to phè như ngang ngang. Đấy. Thì cái này cũng là do thiết kế của hãng thôi. Cửa rất là chắc. Đấy. Sơn từ cột cho đến đầu. Đấy, toàn bộ sơn cột này này. Eo này thì đảm bảo keo chỉ zin tuyệt đối cho các bác luôn. Xe rất là cứng luôn, chứ không hề bị lỗi nhá. Nên các bác yên tâm, không phải nghĩ ngợi. Đấy, các bác nhìn này, chỉ keo cánh zin, sơn zin và tappi nhựa hay là phần da bọc của xe thì cực kỳ cứng. Cái này thì là xe là kính điện 4 cánh lên xuống nhẹ nhàng và có phim cách nhiệt. Đấy, em dán này, úi giời, mát ngay, các bác thấy chưa? Phim cách nhiệt luôn nhá. Và toàn bộ tất cả các cái phần táp lô nhựa, ví dụ cái này là bọc, bên em đã bọc da lại cho các bác rồi. Đấy, bọc da. Đấy, cái này là hàng chuẩn bọc da và cái này là màn hình có đầy đủ rồi. Đấy, màn hình, cần số và điều hòa auto, vô lăng có túi khí an toàn. Đấy, vô lăng nguyên bản có túi khí này. Và em này thì chạy là được 22 vạn, 22 vạn nhưng chất cơ cực kỳ bền luôn. Riêng dòng xe Nhật chứ 22 vạn chứ đến 30 vạn cũng không phải để ý. Nội thất ghế da vẫn còn đẹp. Đấy, ghế da còn đẹp nhá. Còn một số chỗ rách rách như cái này bình thường không vấn đề gì. Không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới cả. Đấy. Và chiếc xe này thì có bộ cái bệ tì. Nhiều xe là không có đâu, nhưng mà ở đây thì có cái bệ tì. Đấy, bệ tì thì nó là tì như này này. Đây, móc cái này cái. Đấy, mình tì là mình để tay đây, hoặc là mình để đây, hoặc là móc ở đây. Mình có học để đồ rất rộng. Đấy, cái này là riêng cái bộ học là cái bộ này là bác chủ có cái độ lên rồi. Chứ nguyên bản của xe là không có đâu các bác nhá. Cần số của xe còn rất là mới luôn. Đấy, cần số nó mới, nó không bị mòn lì. Đấy, cần số cần cầu. Và em này thì được cái là chạy rất là sướng. Đấy, sàn da này. Đấy, các cái bàn đạp chân côn ga phanh của xe nó vẫn còn nét. Đấy, không hề bị mòn. Em này thì được cái điểm cộng. Đấy. Còn cái chỗ này thì em vừa mới nhấc lên cái ghế hàng ghế thứ hai, nhấc lên để các bác có thể nhìn thấy là cái chỗ này nó rất là sạch. Đấy, và úp xuống. Đấy, và mình giật lên thì cái hàng ghế thứ hai sẽ được để như này đây. Hàng ghế thứ hai còn đẹp luôn nhá. Đấy, da khâu căng đét luôn này. Và cái này là da zin, da nguyên bản đấy. Thế nhưng mà cái xe này thì gần như là nó người ta không đi mấy, nên là chất xe rất là đẹp luôn. Đấy, trần này, đây các bác nhìn trần đây này. Đấy, trần nó không hề sổ lông mà vẫn còn đẹp, không hề bọc ni lông. Còn em này được cái phần sàn sau cũng rất là đẹp. Đấy, sàn sau rất là sạch luôn. 2010 đến bây giờ là được 14 năm. Nhưng mà chiếc xe này mua mới của nó là 1 tỷ 4. 1 tỷ 4 các bác nhé. Và đến bây giờ chiếc xe giá nó chỉ có 205 triệu đồng thôi. Đấy, có vận chuyển trên toàn quốc. Các bác nào yêu thì các bác có thể là đặt cọc em chuyển xe tận nhà luôn. Đấy. Dàn lốp này là 2022, lốp vẫn còn đẹp, lốp căng đét và không hề lỗi lầm. Đấy, các bác nhìn nhá. Lốp dép không chê được câu nào luôn. Và em này thì sơn si nhìn rất là phê. Cái màu này nó nét và nó độc đáo. Nhiều bác thì cứ thích màu bạc, nhưng mà đây là một chiếc xe màu xanh, rất thích hợp cho rất nhiều người. Đấy, các bác mua con này về chạy độc đáo luôn. Và xe thì em đảm bảo nhìn mê ngay từ cái nhìn ban đầu. Keo chỉ cánh zin toàn bộ cánh, từ cánh hậu cho đến cánh tài hay là tất cả các cánh luôn. Đấy, các bác nhìn này, nó vẫn còn đẹp như này. Toàn bộ cánh hay là bản lề. Bản lề đầu sơn này, nó còn lét như này đây. 205 triệu đồng thôi các bác ạ. Chỉ 205 triệu đồng cho chiếc xe này thôi nhá. Đấy, còn hốc để đồ, cái cốp này, cốp đằng sau này. Đấy, mở ra này, ta có cái kẹp, kẹp rất rộng. Đấy, các bác có thể chở được nhiều đồ. Các bác có thể chở được nhiều hàng hóa, rời cũng được, khô cũng được. Rất là tiện lợi luôn. Mà chiếc xe này thì bên em đang bán cái mức giá nó chỉ có đúng chỉ có 205 triệu đồng. Đấy, 205 triệu đồng cho chiếc xe cứng đẹp này. Và xe thì đảm bảo cam kết cho bác là không đâm đụng này, va chạm, tai nạn, ngập nước, thủy kích phạt nguội. Đấy. Hồ sơ giấy tờ thì đầy đủ, tên tư nhân. Đấy, pháp lý đàng hoàng, nhẹ nhàng. Và cua lòng lốp này các bác nhìn, toàn bộ cua lòng lốp nó còn đẹp như này mà. Đấy, xe là không có han mọt nhá. Đấy. À, gầm này, các bác nhìn gầm này. Gầm sàn này.
Đấy, gầm dưới này, sàn đây, đấy các bác nhìn nha, một mẫu xe cực kỳ cứng cáp luôn, không hề lỗi lầm, và giá thì rất là êm. Đấy, chiếc xe này bên em đang bán giá rất là êm luôn, kính điện lên xuống nhẹ nhàng, sơn xi ngon lành sạch sẽ. 205 triệu đồng cho chiếc Mitsubishi Pajero. Đấy, bản V93. Cuối đời này thì nó sẽ lên bản Sport, thì nó sử dụng form nó xấu hơn, nó bé hơn, nhỏ hơn. Còn đây là một chiếc xe V93 là form cơ bản, tôn sườn đẹp. Keo chỉ riêng con này là bao zin nên là các bác yên tâm nhá, cái đấy em đảm bảo luôn các bác. Đấy, dàn lốp bao đẹp cho bác luôn. Và giá thì bao êm, chỉ có 205 triệu đồng cho chiếc xe này thôi. Đấy, các bác nào mà cảm thấy vừa chân tiền, đây gầm rồi này, các bác nhìn gầm rồi này. Đấy, các bác nào cảm thấy vừa chân tiền và vừa ưng ý với chiếc xe này, vừa mắt, thì các bác có thể là qua xem xe trực tiếp luôn. Đấy, bây giờ em sẽ đề nổ chiếc xe này cho các bác nghe nhá. Máy rất là êm, đây, máy êm luôn này. Đấy, tua thấp máy êm. Và cái dòng này thì được cái là chạy rất sướng. Đấy, động cơ máy của chiếc xe đang là động cơ máy V6, êm thì thầm và nó lại không có lỗi lầm. Đấy, động cơ cabo rất nhẹ các bác nhá, cabo cực nhẹ luôn. Đấy, keo chỉ cabo đảm bảo cho bác là zin. Và em này thì sử dụng động cơ máy V6 đấy, 3.0, ăn xăng 12 lít trên 100 cây. Máy khỏe, hơi khô, căng thừa, không có dầu mỡ, không có tiếng ồn. Đấy, các bác có thể nghe tiếng máy luôn. Vâng. Đấy, bình cản trước của xe đây, cái dàn lạnh nóng của xe đây, nó còn ok. Đấy, sơn sườn ngon, đầu răng đẹp. À, đầu răng này, các bác nhìn đầu răng này, rất đẹp luôn nhá. Và xe này thì đảm bảo cho bác là không có đâm va. Đấy, không tai nạn ngập nước, nguyên bản, không bị kích phạt nguội. Đấy, xe thì nói chung là động cơ máy này chạy quá mượt rồi, êm rồi. Các bác nào mà cảm thấy yêu thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp, lái thử và trải nghiệm luôn cái mẫu xe Mitsubishi Pajero V93 này. Một cái dòng xe hầm hố to cao mà giá không hề cao một tí nào. Đấy, xe đẹp, dáng ngon, gầm bệ chắc chắn, hai cầu, số sàn, chạy rất là khỏe và lành. Đấy, dòng này mà không mua thì mua cái gì bây giờ. Và rất thích hợp cho các bác nào mà đi những cái đường khó khăn gồ ghề, chạy con này thì cực kỳ ổn định luôn. Và máy số thì êm, xe thì khỏe cứng và không hề lỗi lầm. Các bác yêu thì điện thoại ngay cho em và xem xe trực tiếp ngay tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng các bác nhá. Vũ Duy Auto chuyên các cái dòng xe cỡ khỏe khủng, giá rẻ cho mọi người, và chất xe thì đảm bảo cho các bác. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ hợp lý tại em Vũ Duy Auto. Xin trân trọng cảm ơn và rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời tại em Vũ Duy Auto. Thời tiết này ngồi bên trong xe là sướng nhất các bác ạ. Điều hòa lại còn auto. Đấy, điều hòa auto, ngồi trong xe mát lạnh luôn. Đấy, đóng cửa lên cái là ngồi trong xe, không gian khác hoàn toàn từ bên ngoài. Nó mát lạnh và nó không hề có gọi là nóng bức cái tí nào. Úi giời, cửa gió điều hòa mát thế này, mát rưỡi rưỡi này. Ok, tạm biệt các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.